Lần đầu tiên xin cảm ơn bạn đã đặt mua khóa học lead master Facebook. Nó giúp bạn có được hàng trăm ngàn khách hàng tiềm năng mỗi ngày. Nhưng quá trình kinh doanh của bạn, nếu bạn sở hữu thêm khóa học lead master Zalo marketing nữa thì nó là một vũ khí giúp bạn bùng nổ doanh số. Bạn đã có một quyết định tuyệt vời và đây là lý do bạn đặt mua sản phẩm này, bởi vì bạn muốn có thêm khách hàng chất lượng từ đối thủ cùng ngành đến từ Facebook của mình. Nhưng hãy để tôi hỏi bạn, bạn vừa đặt mua khóa học Facebook, nó chỉ cho bạn cách triển khai và chiến lược bạn có. Tôi muốn hướng dẫn bạn triển khai toàn bộ của máy này chỉ trong 3 ngày hoặc ngắn hơn nữa không? Ưu đãi này không dành cho tất cả mọi người, nó chỉ dành cho bạn, bởi vì bạn đã chứng minh cho tôi thấy bạn là người hành động bằng việc đặt mua sản phẩm Lead Master Facebook của tôi. Vì vậy, tôi đưa cho bạn một ưu đãi đặc biệt duy nhất có ở đây ngay bây giờ. Nếu bạn tắt website này đi, ưu đãi này sẽ biến mất. Những gì bạn sẽ nhận được ở đây là việc tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách để triển khai của máy thu hút khách hàng từ Zalo. Nó còn có được khách hàng nhanh chóng hơn với chiến lược có ngay khách hàng tiềm năng từ Group và Zalo của đối thủ đến mua hàng của bạn, Facebook cá nhân hay trang Facebook của bạn. Một nền tảng khác mà khách hàng ở Việt Nam vô cùng chất lượng mà tôi tin chắc rằng bạn không bao giờ biết được. 100 triệu dân hầu như đều dùng Zalo để liên lạc. Vậy nếu đưa cho bạn thêm vũ khí này giúp bạn có được hàng trăm ngàn khách hàng để biến họ trở thành khách hàng trả tiền cho bạn. Tôi có một chương trình hướng dẫn có tên gọi xây dựng cỗ máy thu hút khách hàng tiềm năng từ Zalo. Nó còn giúp cho bạn nhanh chóng hơn Facebook rất nhiều lần. Tôi không có nhiều thời gian để chia sẻ chi tiết về khóa học này, nhưng mục tiêu của nó là giúp bạn nhanh chóng triển khai được cỗ máy tìm kiếm khách hàng từ Zalo kết hợp cùng với Facebook của bạn. Hãy để tôi giải thích cho bạn thấy chương trình này hoạt động một cách kinh khủng và nhịp nhàng như thế nào. Đầu tiên, tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thức tối ưu Zalo cá nhân cùng với tài khoản Zalo account để thu hút khách hàng chất lượng quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của bạn. Tôi hướng dẫn bạn cách đi quét số Zalo group hay Zalo của đối thủ cùng ngành của bạn, tạo ra mồi cóc thu hút những người đó, bạn tự động với họ và kết bạn với họ. Muốn nhanh chóng hơn, tôi muốn chỉ cho bạn cách chạy quảng cáo tiết kiệm chi phí, đặc biệt đúng đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn. Đặc biệt, nó còn đo lường được khách hàng nào không tương tác với bạn và kết bạn hoặc xóa bạn bè đi nếu bạn nhận thấy khách hàng đó không tương tác cùng với bạn. Tiếp theo, tôi hướng dẫn bạn tạo ra landing page để giới thiệu chạy và quảng cáo trực tiếp vào khách hàng và dịch vụ đối thủ cùng ngành của bạn, và kết nối với cỗ máy thu hút Facebook kết hợp cùng với Zalo của bạn để trở thành cỗ máy thu hút. Và rồi tôi đưa cho bạn chuỗi chăm sóc khách hàng tự động qua email và chatbot. Cuối cùng, tôi hướng dẫn bạn cách để có được số lượng khách hàng đủ lớn mà bạn mong muốn đến với hệ thống này của bạn. Bạn có thể tưởng tượng cuộc sống của bạn như thế nào nếu như có thêm một nguồn khách hàng chất lượng đến từ Zalo kết hợp với cùng với Facebook của bạn. Tôi tin rằng bạn sẽ bùng nổ doanh số trong thời gian tới. Bấm vào nút bên dưới đặt mua thêm ưu đãi dành riêng cho bạn để sử dụng điều đó. Tôi đảm bảo với bạn rằng khi bạn sử dụng nó, bạn sẽ nhanh chóng có được cỗ máy thu hút khách hàng tiềm năng đến với mình. Khi bạn hành động sớm bằng cách bấm vào nút đăng ký, đây là những món quà tôi dành tặng cho bạn. Một bộ tool công cụ đỉnh cao, nó giúp bạn quét số điện thoại để có hàng trăm ngàn khách hàng tiềm năng đến từ Zalo của bạn, trị giá tôi đang bán giá 8 triệu đồng. Quà tặng số 2, bạn sẽ biết cách sử dụng công cụ quảng cáo Zalo ADS để ứng dụng vào marketing một cách hiệu quả, trị giá của nó 3 triệu đồng. Tiếp theo, bạn sẽ sở hữu bộ công cụ marketing Zalo ADS mà chưa ở đâu có, cùng với kỹ năng thiết kế ảnh và những kho ảnh đồ sộ trên toàn thế giới mà tôi có được, trị giá tôi đã bán 1.800.000 đồng. Bình thường giá combo này tôi đang bán giá 11.800.000 đồng. Tuy nhiên, tôi sẽ không để bạn trả số tiền đó
Ngay bây giờ bạn có thể sử dụng nó với bộ combo này chỉ với 1.200.000 đồng. Đây là ưu đãi duy nhất một lần, chỉ có ở đây, không có ở đâu khác. Khi bạn tắt website này đi, ưu đãi này sẽ biến mất. Tôi sẽ đóng nó lại. Đừng bỏ lỡ cơ hội kéo thêm khách hàng đến mua hàng của bạn bằng việc xây dựng bộ máy thu hút khách hàng tiềm năng dưới sự dẫn dắt chi tiết, lộ trình từng bước một của tôi. Bấm đăng ký ngay. Xin nhắc lại, đừng bỏ lỡ cơ hội kéo thêm khách hàng mua hàng bằng việc xây dựng bộ máy thu hút khách hàng tiềm năng. Tôi sẽ cầm tay chỉ việc cho bạn có được tất cả những gì tôi hứa. Việc của bạn là làm theo từng bước lộ trình tôi chỉ cho bạn. Bấm đăng ký ngay trước khi đồng hồ quay về số 0. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại bạn trong lớp học